Thưa quý vị, vào tối ngày 11 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày rằm tháng 10 âm lịch, đông đảo bà con Khmer đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ về chùa Kandaransi ở quận 3 để tham dự lễ hội ốc ông Pốc hay còn gọi là lễ cúng trăng nhớ ơn Phật. Sau nghi thức lễ bái tam bảo, thịnh chư thiên, hoa tượng nhanh lung, chủ trì chùa Kandaransi đã có thời thuyết Pháp gợi đến tín đồ Phật tử về tham dự. Thông qua thời Pháp, Hoa Thượng đã giải thích về nguồn gốc và ý nghĩa của ốc Mông Bắc. Theo truyền thuyết dân gian và kinh Phật ghi lại, có một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca hiện thân là một con thỏ trắng, khởi đại nguyện bố thí ba la mật để mai này được chứng giác ngộ vào ngày trăng tròn hạ nguyện, ngày 15 tháng 10 âm lịch. Vì vậy lễ cúng trăng là để tưởng nhớ đến tiền kiếp của Đức Phật. Qua đây nhắc nhở chúng ta bỏ đi tâm ích kỷ và luôn nuôi dưỡng tâm từ bi bố thí, gieo trồng nghiệp lành mở mang trí tuệ. Hoa tường cũng cho biết tên trong lễ hội Obombok còn có phong tục đúc cốm dẹp, thường được tổ chức tại chùa. Đối với người Khmer, cốm dẹp là vật phẩm chính để dân cúng thần mặt trăng. Đây là vị thần cai quản mùa màng thời tiết, phù hộ cho mưa thuận gió hòa, để việc trồng trọt chăn nuôi được thuận lợi vào mùa tới. Được biết, ngoài phong tục đúc cốm dẹp, tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng bào Khmer còn tổ chức thả đè hoa đăng hay đua ghe ngon vào thời điểm cuối mùa mưa, chuẩn bị bước vào mùa khô là mùa thu hoạch nông sản nên ốc ông ông bóc còn được gọi là lễ đưa nước mang ý nghĩa tiễn mùa mưa sau thời chia sẻ pháp thoại hoa tượng trụ trì cùng chư tăng chùa kandadansi đã thực hiện nghi thức dân hương đăng cúng cốm dẹp và vật phẩm lên đức phật theo đúng truyền thống của phật giáo nam truyền tiếp đến chư tăng và phật tử cùng nhau thắp hoa đăng đã được bố trí quanh sân chùa thế là một lần nữa bà con phật tử người khmer xa quê lại được đón một mùa hội ốc ông bóc được tổ chức vô cùng ấm áp và thiêng liêng tại chùa Candanasi, thành phố Hồ Chí Minh.